ơi. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của kênh YouTube mình nha. Hiện tại thì mình đang ở Sâm Cá Bé của tỉnh Kiên Giang ha các bạn. Thì hôm nay mình đi công việc thôi, mình tình cờ mình thấy mấy cái chiếc vỏ lãi nè, vỏ cây, vỏ cam composite đang náo nhiệt chạy loạn xạ trên này. Không biết là anh em người ta đang cào cái gì ha, hến hay là nhau châu hay là một cái thực hải sản nào đó ha. Và nó là rất là nhiều và tấp nập, cho nên là mình muốn dừng ở đây quay lại các bạn, cho các bạn và mọi người cùng xem nha, xem giải trí chơi thôi. Thì cái bãi này là bãi bồi nha các bạn, chỗ hiện tại mình đang đứng đây là cái bãi bồi, cái chỗ trống trống này nè là bùn nữa nha các bạn, không phải nước ha, đây là bùn xịn non. Và ở ngoài kia thì mọi người đang chạy tới giao lưu tấp nập luôn, mình sẽ zoom lại cho các bạn và mọi người cùng xem nè. Mình sẽ theo dõi một chiếc nào đó để mà mọi người xem cái diễn biến người ta đang làm gì ha. Thì cũng hơi xa quá, mình sẽ kiếm chiếc nào cận cảnh gần gần hơn. Ở đây thì cũng có một số người mò nè các bạn. Đây, những anh này là chiếc nhỏ nhỏ này là mò, máy săn nhỏ nè. Đây, phụ nữ cũng đi theo luôn. Nghề này là không phân biệt nam nữ nữa các bạn. Phụ nữ nhiều khi họ còn giỏi hơn là đàn ông nữa ha. Đây đây đây, như anh này đang lên cào đây. Đó, anh phải chạy vòng vòng như thế ha. Đó, móc cái miệng cào lên. Rồi anh sẽ tiếp tục anh chạy tới để mà cho nó ra sình. Và anh này anh giật đuôi nè. Giật rất là nặng nha các bạn. Ai mà không quen là giật là nửa đêm á. Thường thường hàng ngày đó, hồi đó là có vụ mà đi ban đêm á các bạn. Là giật xong là sáng là thức dậy là cầm cầm dây hoặc là cầm chén cơm không nổi luôn á. Trời ơi, vỏ lãi chạy như thế này thì anh này anh mò tự tin thấy ghê không? Quá trời tấp nập luôn rồi má ơi. Rất là nhiều người xung quanh người ta mò luôn nè. Đây các bạn thấy nó sình nó lên cục cục luôn nè các bạn. Tiếc quá chỗ này là bãi bùn, không phải là bãi đất cứng á. Mình không thấy ra ngoài kia để mà quay cận cảnh cho mọi người cùng xem được. Quánh chạy đâu mà hút mình luôn rồi. Chị vô luôn rồi. Thì mình sẽ trả lại một chiếc khác ha. Đây, mình sẽ tiếp tục chiếc này cho các bạn cùng xem ha. Anh này cũng đang ngoáng miệng cào lên rồi nè. Vỏ lãi này thì cũng tầm 8-9 mét đổ lại thôi các bạn, không có được lớn đâu. Đây là hai vợ chồng đi nè các bạn. Quá trời đông luôn. Nhộn nhịp quá trời luôn mà. Ui, ngoài kia có một cái chiếc tàu kéo. Rồi anh ấy lên cào anh chạy bạc mạng của hồn không? Ơi 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 ơi. Trời ơi. Khi lên cào là họ sẽ chạy vòng vòng để mà cho ra bùn ra sình cho các bạn. Anh này anh chạy lái mà anh lấy cái giò anh đạp cái miệng cào.
tiếng máy ở ngoài kia phải nói là nó lớn dữ lắm nha các bạn, hì hì luôn á, nhưng mà tại vì quá xa rồi mình không nghe tiếng máy được. Ủa sao anh nào lên cào cũng chạy một mạch một vô trong như ta, mình nghĩ là chắc lên cào quá, lên nghỉ á, đi bơi vô bán quá, chạy vô luôn rồi. Đứng cái tư thế thì phải nói là rất là xịn sò luôn nè. Rồi, phớt luôn. Mình sẽ trả lời những chiếc khác ha. Rồi chỗ này là nguyên một cái cụm ghe, anh em người ta mò ha. Không có cào mà người ta mò. Nước rất là cạn nha các bạn. Đứng hình như là chỉ ngang bụng thôi. Rồi sao mà nó lắc thế này. Anh này anh đòi dọc cái gì đó anh chạy nè. Cái chị này như là chỉ đang giá cào. Khu vực này là mình nghĩ là hồi sáng giờ là ở chỗ trống này nè các bạn, chỗ này đây là nó người ta đã cào hết hến nè, bây giờ người ta ban ra hướng đằng này nhiều, rất là nhiều ha, người ta lại đây rất là nhiều luôn nè. Ủa nó đông, nguyên chiếc ghe cho cây đằng kia. Ý anh này anh chạy ra lại nè. À chị này là cô này là bà cô đang giúp ba cái hến cho nó sạch nha các bạn. Vì zoom hơi xa quá, với lại là mình mới tập dùng máy quay đây cho nên là nó hơi gung chút xíu, mong các bạn thông cảm nha, tại vì zoom tới 60 luôn các bạn. Đây như cái khoảng cách thì các bạn thấy nè, từ cái cô đó mà tới cái chỗ mình đứng phải nói là rất là xa rồi, mình chỉ cần thở nhẹ thôi là cũng đủ gung đó. Còn như hiện tại mình đang lắc nè, màn hình nó vẫn đứt chỗ ha, nhưng mà zoom lại gần thì nó bị người ta nó sai một ly là đi một dặm là như thế này đó các bạn. Bên đó là cái khu vực chốt biên phòng của kênh sông Cái Lớn, sông Cái Bé các bạn, kênh Ba Mươi. Đây thì có hai vợ chồng ở này, anh cũng tự đi ghe luôn, tự đi ra nhà khỏi thuê ai, khỏi trả tiền công, cũng như là khỏi chia. Trời ơi nó tức, nó gùng. Đây là đất rồi nè các bạn, đối diện này có mấy chiếc cầu đâu.
Mình nghĩ cái này là mọi người đang cào hến nước mặn ha. Hến nước mặn này là bán cho tôm tôm nuôi các bạn. Tôm bây giờ ăn hến không à. Đây thì có một anh vỏ mini chạy tạp đây. Ồ, tốc độ kìa, ghê gớm chưa. Ồ, có kìa. Quá giọt luôn. Đây là một anh ra lưới. Mấy cái ghe ở vùng miền Tây mình phải nói là nó chạy bạc mạng thì chạy dữ lắm các bạn ơi, nó nhanh. Yeah. Trời ơi. Mình chỉ muốn chia sẻ đến các bạn một video ngắn như thế này thôi ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn.